Trên trang cá nhân, nữ diễn viên trẻ Đỗ Khánh Vân vừa chia sẻ việc cảm thấy bức xúc khi hình ảnh của bản thân xuất hiện trên một tài khoản TikTok chuyên về bùa ngải. Cụ thể, Khánh Vân bày tỏ, trên đời này tôi ghét nhất mấy cái thể loại vô nhân tín như này luôn. Tôi đã liên lạc với bạn này, nếu không giải thích rõ ràng thì tôi sẽ báo công an. Trong tấm bùa ngải là hình Khánh Vân chụp cùng nam diễn viên Trần Nghĩa. Khánh Vân không phải là sao Việt đầu tiên lên tiếng bày tỏ sự tức giận khi bị chơi bùa ngải. Trước đó nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Bảo Thy, người mẫu Lê Thúy, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường từng có những chia sẻ khá rùng rợn về việc bản thân bị chơi bùa ngải. Được biết thời gian gần đây, Khánh Vân từng hé lộ việc cô gặp vấn đề về tâm lý, tinh thần bất ổn, cụ thể là chứng chống đối xã hội. Nữ diễn viên cho biết cô có thể quát mắng mọi người bất kỳ lúc nào, kể cả bố mẹ, tinh thần lên xuống thất thường. Khánh Vân cũng chia sẻ bị sụt cân nghiêm trọng, hiện tại chỉ còn khoảng 44kg.